nếu mà không đó. Thôi cái này cái nếu mà mình không dạ. không người ta phải cho thêm nhân viên trong phụ em dạy chìm lại cho nó giỏi thì giỏi đã. Nếu em có trung tâm lớn thì em tuyển được thêm giáo viên này thì chị sẽ phụ cùng để làm sao làm cái trung tâm đại diện. Ví dụ có người phụ chẳng hạn là giữ chân nhưng mà giữ không được giữ từ cái phía này xuống mà từ cái đầu gối này này giữ chân này tức là mình đè xuống đè nó cái lên ông thầy đó cũng làm cho em vậy đó thầy lĩnh vực quá. Còn nếu mà ngồi ấy có một người lấy cái gối để lên đây này xong rồi ngồi lên cũng được. Dạ. Hai tay của mình sẽ khi bên đây ôm kiện tối nó quá nó nặng. Đồ này nó nặng quá. Ngồi cái chân vừa thôi. Lấy hai tay giữ ra trên. Sướng nha. Còn được vai đẹp làm cho. Đó. Hít sâu. Thả lỏng, thở ra thả lỏng. Sao vậy không? Rồi, nằm im xíu. Bây giờ chưa cảm giác nhiều không? Nằm im hôm nay về cơ, nó cảm giác nó thông ấy. Thoải mái nhẹ, nó cũng nhẹ người lắm. Đúng, thông thường là được bài đầu tiên thôi. Rồi, khi mà máu nó lưu thông rồi, cơ thể nó tự nhiên là nó cũng đỡ. Do cái máy của em nó đẹp gì đâu quá trời. Công nhận ơi, không thấy cái mắt rú đâu cả. Cam iPhone mới là cam thật nhất. Em nói không khi nào mà em lấy cái iPhone em chụp hình đó. Cái này là máy gì? Tại vì cái này nó ảo bộ. Nhưng mà sau này chị làm điều trị da chị phải chụp bằng iPhone. Dạ. Chứ chị làm bằng cái đó nó bị ảo mà. Nó bẹp biết anh. Đúng rồi. Chị chụp bằng iPhone chị còn nhìn được nám. Em nghe nha ngôi. Còn đang hà lội á. Đợi em đi, có nhiều cái thì đã lắm. Không em đi. Dạ, cuối tuần chị. Dạ, ok. Còn nhiều cái gì bà phái em luôn, mê em luôn, mà dọn cho bà cho em luôn đó. Chân ngắn chân. Dạ. Có cần phải cởi tất không ạ? Ngày mai thì các bạn là Hành Dương cũng chứ. Tổng cộng hợp hết cái khóa này, tại vì qua khóa này phải đợi đến tháng sau có lớp. Thôi vô em ở giờ này đi. Giờ mình tay. Nhớ để em sắp xếp nhé.